Rồi hai anh em mình xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Ngố Nguyễn nha. Hôm nay thì cận kề tới ngày lễ 29 rồi, anh em mình trở lại để cập nhật giá tại bên cái hàng xe máy An Thành Phát. Và đồng hành với mình hôm nay là em tên gì? Em tên Na. Na đúng không? Dạ đúng. Nay là em sẽ quay thế cho bạn Thơ. Dạ. Hôm nay bạn Thơ nghĩ đến là Na sẽ quay thế cho bạn Thơ nha. Rồi ok em. Em chia sẻ lại giùm anh về cái địa chỉ cửa hàng với lại cái phương thức trợ góp bên mình cái nha. Rồi. Xin chào mọi người nha. Em là Na, là nhân viên tại cửa hàng xe máy An Thành Phát. Địa chỉ bên cửa hàng em Na là nằm ngay tại quốc lộ 13, cổng sau khu công nghiệp Mỹ Phước 1, Bến Cát, Bình Dương nha anh chị ơi. Và nếu như anh chị mình mua góp thủ tục bên em Na chỉ cần căn cước công dân gắn chip nè anh chị. Đủ 18 tuổi trở lên là mình có thể lên hồ sơ mua xe trả góp được rồi ha anh chị ha. Rồi ok em. Thì bà con anh chị các bạn nào quan tâm thêm thì cứ gọi về cái số điện thoại mình có để bên góc trái màn hình đó. Thì hôm nay chắc anh em mình sẽ vào việc nhanh thôi, đó là cập nhật giá. Thì vấn đề quan trọng nhất của là anh em mình quan tâm về giá đó. Thì chắc anh nghĩ là mình sẽ cập nhật từ phía ngoài vào luôn đi em ha. Ok. Mời anh chị các bạn anh em mình ra phía ngoài nha. Phía ngoài này thì những cái dòng tay ga là nhiều, chẳng hạn như là Vario với lại Vision, mà đa số là cái màu sơn 3D. Còn đây thì anh lại thấy cái chiếc BG1 nè em. Dạ, Yamaha BG1 thì bên em đang có giá là 32 củ nha anh chị ơi. Giờ nếu như mình mua góp ở dòng này á thì không cần đưa trước vẫn có thể sở hữu ngay em máy nha. Đã, đặc biệt nếu mua tiền mặt ở xa em có hỗ trợ xếp xe toàn quốc cho mình khi anh chị không tới được trực tiếp cửa hàng luôn nha anh chị. Đó, BG1 thì em có nhiều màu nữa nha. Có màu này rồi màu đen nhám nữa nè. Em màu xanh gieo và màu đen nhám ở phía trong. Anh chị nào quan tâm thì cứ alo số điện thoại góc trái màn hình, em gửi mẫu cho mình rồi tư vấn kỹ thêm ha. Rồi. Ok em. BG1 anh biết là cũng rất là nhiều màu luôn á, thì bà con nào mà ưng cái màu chẳng hạn như màu xanh hay màu cam gì đó thì có đúng rồi, có màu xanh, màu cam, màu vàng nè, đen nhám nè, này xanh gieo đó, có nhiều màu đầy đủ màu. Còn bên đây là dòng Vario nè em. Đúng rồi. Vario 125 là dòng xe bán chạy top 1 tại cửa hàng xe máy An Thành Phát em Na luôn nha. Đặc biệt thì màu jean á thì anh chị mình cơ bản cũng đã nắm rồi ha. Bên em Na là đặc biệt chủ yếu chủ đạo về cái màu lên 3D anh chị. Màu 3D là rất là nhiều ha. Phía trước này thì có 3 con thôi nhưng mà ở dàn bên kia nè và phía trong nhà rất là nhiều. Và Vario hiện tại giá trong cái mùa lễ 2 tháng 9 này giảm cực kỳ sốc, chỉ có 36 củ thôi nha anh chị nha. Và mua góp thì không cần đưa trước luôn, cũng có thể ghi xe về. Cần đem căn cước công dân gắn chip tới cửa hàng 15 phút, đậu hồ sơ là ghi xe về trong ngày luôn. Đó. Hỗ trợ xếp xe toàn quốc đồ cho mình luôn, nếu mua tiền mặt mà thích độ đèn led, độ bi cầu thì cũng có đầy đủ hết luôn nha. Rồi ok em. Đây còn bên đây là những cái mẫu Vision nè, tư vấn giùm anh luôn cái nha. Rồi. Honda Vision quốc dân nha anh chị ơi. Đối với bản khóa gì thì 31 củ nha, khóa thông minh thì 32. Màu 3D thì trọng em Na từ 1 củ rưỡi đến 2 củ nha. Màu 3D luôn bảo hành cho mình 3 đến 5 năm và đổi cầu vẹt xe cho mình hợp lệ với lại cầu vẹt xe mình đi đường luôn. Đó, màu này là màu xám tím nè, mặt nạ đen ha, mấy cái mẫu màu Vision lên 3D mặt màu đen á bây giờ đang rất là chạy nha. Đó, đang hot trend bây giờ luôn. Nói chung bạn nào nhắn tin cho mình cũng hỏi về cái cho em xem mẫu Vision mặt nạ đen có những màu nào ha. Bạn nào quan tâm nhiều hơn kết bạn ngay cái Zalo. Góc trái màn hình thì mình gửi nhiều mẫu hơn cho tất cả các bạn xem nha anh chị. Rồi ok anh chị nha, camera mình quay về những cái màu sơn cho anh em trên kênh theo dõi đi. Màu gì màu sơn được có đầy đủ nha. Quan tâm thì gọi về cho cửa hàng và cái số em có để trên góc trái màn hình nha mọi người nha. Dạ. Còn nếu mà cho anh hỏi coi cái Vision bản mà thấp nhất á, em vừa chia sẻ là giá bao nhiêu anh quên rồi. Cái phiên bản Vision bên em thấp nhất là Vision phiên bản chìa khóa cơ 31 củ thôi. 31. Còn nếu như mình lấy phiên bản khóa smart key á anh chị là 32 củ ha. 32. Còn những cái màu lên sơn 3D thì cộng cho em Na từ 1 củ rưỡi đến 2 củ thôi. Okay. Đó, màu nào cũng có và đặc biệt có hỗ trợ lên màu theo yêu cầu nha anh chị. Đó, thích màu gì thì cứ alo cho em. Gửi qua tấm hình là được nha. Rồi. Đây, anh em mình vào trong hay ngoài thật nắng rồi phải không? Đây, vào đây thì những cái mẫu mô tô như đầu tiên anh thấy là có dòng MT15 nè em, tư vấn giùm anh với nha, MT15 đó. Con này là con thêm của em gọi là MT15. Rồi. MT15 thì nhiều anh chị đang hỏi em này nha. Anh này là hết hàng bỏ mẫu nha anh chị ơi. Rồi. Hiện tại thì giá của nó là 78 củ thôi. 78 củ là hàng nhập khẩu nha. Đó. Ok mọi người. Em còn một màu này thôi tại vì hàng hiếm. Bỏ mẫu nè. Đó, có xe Lagan nè. Rồi Suzuki Bandit nào đầy đủ nha anh chị ơi. Rồi. Tất cả những cái dòng mô tô này là hầu hết đã bỏ mẫu trên thị trường, mà anh chị muốn mua xe mới rất là ít nha. Nhưng mà em Na nói chung là mấy dạo gần đây là ship xe rất là nhiều những cái dòng xe mô tô nha anh chị. Đó, bữa em ship Lagan về Quảng Ngãi nè. Đó, Suzuki Bandit có nhiều người hỏi nữa nha. Anh chị nào quan tâm cái dòng xe mô tô á thì alo đặt ngay nha. Tại vì dòng này là những cái dòng là hiện tại là đã bỏ mẫu rồi. Đó, rất là hàng hiếm. Có ship xe nữa, cọc 2 củ là ship xe. Đó, okay. Mua tiền mặt không có tới trực tiếp cửa hàng được, ở xa cứ cọc kem Na 2 củ nhận xe kiểm tra xe đầy đủ giấy tờ đầy đủ ok mình thanh toán số tiền còn lại ha. Rồi. Thì ở đây là sẽ có những cái mẫu như là có dòng XSR rồi GSX bản R bản S đều có, hay là R15V3
thì mấy cái dòng này cái dòng mô tô luôn. Anh em mà quan tâm thì gọi về cho cửa hàng nha, để cửa hàng có thể là hỗ trợ anh em mình một cái giá chính xác nhất có đúng thể. Rồi, chính xác. Còn bên trong những cái mẫu như là Raider, Satria thì đúng giá rồi. Như thế nào đây em? Raider hiện tại em đang có giá 43 củ thôi nha anh chị 43 nha. 43 triệu đồng. Còn, đúng rồi, Satria là 45, Satria 45 nha. Solid rồi. Thì nó 53. 53 dạ. Đó, rồi. Mẫu xe huyền thoại một thời mua góp thì đưa trước tầm 3-4 củ là mình gước xe thôi. Ok em. Còn anh thấy một cái mẫu xe mà rất là hot luôn, các bạn nữ, chị em phụ nữ mình rất là chuộng như đúng. Là dòng SH Mod phía sau lưng em nè. Đây nè, thì dòng xe SH nữ ha. SH này thì đặc biệt là dành cho phái nữ nha, dòng xe sang nhưng mà dành cho phái nữ. Thì giá khởi điểm chỉ có 57 củ thôi, em còn màu trắng đối với phiên bản CBS nha. CBS thì nó có màu đỏ, màu xanh và màu trắng. Còn anh chị mình lấy thắng ABS á thì nó có đỏ đen nè, đó, đỏ đen. Rồi ở phiên bản đặc biệt thì nó có màu đen nhám nè, rồi màu bạc ha, thể thao thì 66 củ. Đó, thể thao với lại bạc là 66 củ. Mua góp thì đưa trước 7 củ hay là mình gước xe anh chị. Thủ tục căn cước công nhân gắn chip ha. Đủ 18 tuổi trở lên là cứ lên hồ sơ thôi. Mua tiền mặt không tới trực tiếp cửa hàng em hỗ trợ xíu xe cho mình toàn quốc 63 tỉnh thành luôn. Rồi mình có thắt nữ rồi thì bây giờ anh em mình tới cái mẫu đó là phơm cao ở thắt nam nha, thắt nam phải đó mọi người nhìn nè. Hôm nay cửa hàng là không có mở đèn nè anh em, nên là hơi tối tí anh em thông cảm nha. Đối với những cái mẫu ở thắt nam này cho anh hỏi về bản 125 đi em, giá sao đây? Ở thắt nam thì đối với phiên bản 125 thì bên em đang có giá 73 củ thôi nha. 73. Đúng rồi, là phiên bản CBS. Ngoài ra thì những cái màu zin cơ bản em na có màu cửa hàng em na là có lên sơn màu 3D nè ha. Màu như là bạc, mặt nạ đen nè. Rồi màu cam nè, nó cực cháy cho anh chị mình luôn, trắng cam ha. Rồi. Những cái màu zin của nó như là màu đỏ nè, màu trắng, màu đen bóng rồi chỉ có 73 củ thôi. Đó, ở phía trong còn rất là nhiều màu luôn. Đó, bên chủ yếu cửa hàng là bán được những cái màu màu độ như màu linh sơn đó anh chị. Mà màu sơn thì luôn bảo hành cho mình là từ 3 đến 5 năm, bao bông chất, bao xuống màu và đặc biệt là luôn hỗ trợ đổi câu vẹt xe cho anh chị mình hợp lệ luôn. Đó, đi đường là toàn quốc không có lo gì hết nha. Đa dạng màu sắc luôn, nhiều lắm, từ phiên bản màu xanh đến màu độ sơn 3D tất cả đều có. Anh chị lấy phiên bản thể thao thì hiện tại nó đang có giá là 83 củ nha. 83. Đó, còn màu đen nhám đặc biệt nữa. Đen nhám đặc biệt là 82. Rồi, ok nha anh chị các bạn. 83 là đối với phiên bản ABS đúng không em? Đúng rồi, ABS là phiên bản đắt tiền nhất nha, phiên bản thể thao. Đó, còn nếu mà đối với dòng 160 thì như thế nào? Đối với dòng 160 thì nếu như mình lấy cái phiên bản CBS thì 93 củ thôi nha anh chị. 93. 93 đúng rồi, còn ABS thể thao thì nó 103. Rồi. 103 nè. Đó, đen nhám thì nó chỉ còn 102 thôi và phiên bản trắng đen nó cũng là 102. ABS mà cao cấp trắng đen ha, rất là nhiều màu nha anh chị đó. Em tư vấn giúp anh về cái cách trả góp của dòng 160 nha. Dạ, nếu như mà anh chị mua góp SH 160 thì đưa trước tối thiểu 20 củ là mình nhận xe nha. Có điều kiện có thể đưa trước tầm 40 đến 45 củ em ra hỗ trợ cho mình nhận ngay cào vẹt gốc với lại suất rất là ưu đãi luôn nha anh chị ơi. Rồi. Đó, còn nếu mà tối thiểu chỉ đưa trước 20 củ là mình gước xe về ha. Thủ tục thì vô cực kỳ đơn giản, chỉ cần căn cước công dân gắn chip, đủ 18 tuổi trở lên là mình có thể lên hồ sơ mua xe trả góp được rồi ha. Nếu anh chị mình có thêm bằng lái xe hoặc là bảo hiểm y tế công ty thì mình cứ mang theo, em đang hỗ trợ cho mình vay lại nhiều và lãi suất rất là ưu đãi nha. Có đặc biệt cửa hàng là có hỗ trợ thu xe cũ đổi xe mới luôn nha anh chị ơi, cái phần nó rất là quan trọng heo bên nãy giờ đã thu xe cũ đổi xe mới. Chán xe muốn lên đời xe sang thì bên cửa hàng có hỗ trợ thu xe cũ cho mình nha. Đây đa dạng màu sắc, từ màu xanh màu rồi, sơn là đều có hết anh em nha. Thì chủ yếu là anh em mình báo giá qua như vậy với lại màu sơn, anh chị anh em khách hàng nào quan tâm thì cứ gọi về cửa hàng bằng số trên màn hình để được tư vấn rõ ràng và chi tiết hơn anh chị các bạn mình nha. Rồi còn bây giờ anh em mình chắc qua bên đây hay là mình lên trên ta? Có mấy cái con ớt hắc môi lên sơn 3D okay, đẹp quá nè. Ok, lên đây quay đi ha. Quay với những lên sơn 3D đó. Màu sơn thì cứ cộng từ 1 đến 2 củ thôi là được rồi. Đây mọi người, như là có một cái màu gọi là xám ánh tím á. Màu này cũng phải đúng gọi là hot một thời luôn nè. Đúng rồi, là màu xám tím nha, màu 3D. Nó còn màu trắng, ớt hắc môi màu trắng. Con này hiếm nha, nó kiếm rất là hiếm nha, nhiều bạn hỏi em nha đó. Rồi, có nhiều khách đặt đó, em chị nào thích màu này nhanh tay chốt liền luôn, nhanh gọn lẹ. Rồi phía sau thì còn hai em 3D nha. Màu này là màu xanh nhớt nè, màu này là màu xám xi măng. Đây. Màu 3D thì có bảo hành cho mình 3 đến 5 năm, bao bông chốc, bao xuống màu, đổi câu vẹt xe cho mình hợp lệ đi được. Nên là anh chị mình cứ yên tâm về phần đó ha. Mua góp thì ở thắt mốt thì đưa trước cho em na 7 củ thôi là mình gước xe về nha anh chị. Rồi, ok em. Chắc anh em mình qua đây mình báo luôn cái dòng AB đi. AB. Cái bản này hình như là 125 hay 160 em. Cái này là bản đây nó có chữ nè, 125. Đây là phiên bản thể thao mẫu 2025 nha anh chị ơi. Đó. Ủa, ở bên đây rồi báo đi, báo đi, mình đứng đây mình thì nếu như mà bạn thể thao thì hôm nay thì em na thì báo giá từ 44 củ thôi nha. Anh chị nào nó có nhiều phiên bản, anh chị nào quan tâm thì alo ngay số điện thoại góc trái màn hình để em na
gửi cho em Na tấm hình, nó chụp cái màn hình lại gửi qua Na báo giá cho mình ha. Ngoài ra còn tư vấn hỗ trợ nè, gửi mẫu thêm nữa, màu 3D lên sơn 3D đều có đầy đủ nha anh chị. Rồi. Mua gói 3D thì đưa trước cho em Na tầm 3-4 củ là mình gước xe là được nha anh chị. Đó, hỗ trợ ship xe cho mình toàn quốc luôn. Riêng cái màu xám xi măng này chia sẻ với anh chị các bạn anh em mình là rất đẹp luôn. Và có cái màu đỏ phối như thế này nè, thì không biết là anh em mình trên kênh mình có thích hay không. Nếu mình không thích mình có thể nhờ cửa hàng mình đổi, mình sơn thành màu đen rồi để cái chất dễ đúng không? Đúng rồi, cái mặt nạ đỏ là cái phiên bản zin của nhà máy. Còn nếu như mà anh em nào không thích á, thích màu gì thì cứ cho em Na hỗ trợ độ lên màu theo yêu cầu của khách hàng theo sở thích nha. Nếu mình nghĩ mặt nạ đỡ thành màu đen là sẽ đẹp hơn nhiều quá anh em ha. Nói chung từ sở thích của mọi người. Rồi, quay qua tổng quan cho anh em mình theo dõi đi. Còn cái bên đây thì nó là cái bản 125 nhưng mà màu xanh, xanh đặc biệt. Trước đây nó chỉ xuất hiện trên dòng 150 với 160 thôi. Mà bây giờ là thay vì trong đó là nó đổ 125 là cũng đã có luôn rồi. À, cái bản đặc biệt này bao nhiêu vậy em? Cái bản đặc biệt này em đang có giá 46. 46 ha. 46. Rồi, ok. 46 đồng nha. Qua đây mình đến với mẫu 160 đi. AB160. AB160 hiện tại giá bên em đang từ 59 củ nha anh chị. Okay. 59 củ nha. Đó, phiên bản tiêu chuẩn thì màu đỏ, màu xanh đen. Đó, có đặc biệt luôn. Đặc biệt thì mắc hơn 61. Rồi. Để thao luôn. Mấy cái này là mẫu 125 mẫu mới ha. 125. Màu xám xi măng này phải nói là quá đẹp. A125 màu đen bóng nè. Rồi. Bên trong thì cũng vậy thôi, bên trên nó sẽ bên là trong là cũng những cái phiên bản màu, nói chung cửa hàng hôm nay rất là nhiều, rất là nhiều xe. Đó, anh chị mình mua xe thì mua tiền mặt thì có hỗ trợ ship xe toàn quốc cho mình luôn. Rồi. Đây, anh em mình xuống đây quay mấy cái mẫu Vision cho mọi người trên kênh mình theo dõi nha. Vision lên sơn 3D nha. Mẫu này thì nói chung là cái dòng xe tay ga Vision á thì nó sẽ phù hợp giá tiền đúng không? Giá cũng ok. Chung mà giá cũng hạt rẻ, có 31 củ là mình sở hữu ha. Đặc biệt là màu hiện tại bây giờ cửa hàng bên Na rất là nhiều màu nha anh chị. Đó, anh chị có thể tham khảo những cái màu. Và mấy cái mẫu này thì có độ đèn led vi cầu nha. Anh chị nào thích có những mẫu có độ đèn sẵn nè. Đó, mình thích thì cứ độ đèn lên thôi nha. Không mẫu này được. Mấy cái này chắc gỡ bình ra. Chắc này gỡ bình ra hết rồi. Rồi. À đây. Có đây. Đó, đèn led rất đẹp ha. Nói chung mấy mẫu này là độ đèn led hết. Rồi. Hiện tại bây giờ mấy bạn thích những cái mẫu đèn á. Rồi. Có 31 củ thôi, mua góp thì đối dòng này thì không cần đưa trước cũng được ha. Thủ tục thì chỉ cần căn cứ công dân gắn chip, cứ đủ 18 tuổi trở lên là mình lên hồ sơ mua xe trả góp được thôi các bạn ơi. Đó, có hỗ trợ ship xe toàn quốc luôn. Đó, thu xe cũ đổi xe mới nè. Đừng cái màu sơn 3D rồi thì anh em nào mà thích cái màu nào thì cứ liên hệ về cho cửa hàng bằng số điện thoại mình đã để trên màn hình mọi người nha. Mỗi cái màu sơn 3D như vậy là giá của mình là bao nhiêu em? Nếu mà những cái màu mà độ lên màu á thì các bạn chỉ còn cộng cho em Na từ 1,5 củ đến 2 củ thôi. Đó. Rồi. Màu sơn á thì các bạn cứ yên tâm nha, bảo cửa hàng bên Na sẽ bảo hành cho các bạn là từ 3 đến 5 năm, bao bong chóc bao xuống màu. Rồi. Và đặc biệt là sẽ đổi cái cào vẹt xe của mình phù hợp với màu sơn trên cào vẹt xe cho mình yên tâm đi đường toàn quốc luôn, không Rồi. Có sợ gì hết nha anh chị. Cho anh hỏi lại cái đi, cái phiên bản mà tiêu chuẩn của Vision là rẻ nhất là 31 là sử dụng khóa chìa. Rồi, còn cao cấp khóa cao cấp là khóa xe mắt cây là 32. Dạ. Rồi. Ngoài ra nó còn có đặc biệt, thể thao nữa. Đặc biệt nhiêu em? Đặc biệt thì bên em đang có giá 33. 33. 33 và thể thao thì nó là đắt nhất là 37. Ok mọi người ha. Đó. Giá nó thì mọi người thấy ok. Nói chung là giá rẻ thôi, giá rẻ. Những cái màu sơn 3D thì anh em mình cứ cộng thêm là 1,5 triệu tới 2 triệu nha. Rồi mình quay nhanh đi ra ngoài quay những cái màu sơn 3D đi em ơi. Màu hồng có nè, hồng đen có nè, tím titan cũng có. Và đây là một cái màu xanh. Xanh màu này xanh mới nha. Clip trước là như quay là chưa có nè anh em. Clip này đúng là thấy đẹp nè. Anh chị tham khảo thêm những cái màu lên 3D. Nói chung ngày nào bên cửa hàng em Na cũng cập nhật cái màu sơn 3D đó, độ lên để cho anh chị mình tham khảo. Rồi. Đặc biệt là có hỗ trợ là độ theo yêu cầu nha. Sở thích của mình, thích màu gì cứ gửi hình qua là được. Rồi, ok ha. Bên trên cho anh hỏi cái mẫu clip với clip 150. Clip 150. Một cái dòng xe đẳng cấp luôn. Đúng rồi. Nói chung là hiện tại là đang có giá là bao nhiêu đấy? Không cập nhật giá không? Cái này thì anh em mình quan tâm thì cứ ở cửa hàng đi. Mấy cái mẫu này gọi là mẫu cao cấp rồi. Thì để bạn nào có thể check giá lại cho anh em. Hoặc để là chờ anh em mà quan tâm nha. Thì cứ gọi về số điện thoại trên màn hình á, rồi bên cửa hàng sẽ tư vấn giá cập cho. Cập nhật giá lại cho anh chị mình tham khảo okay, nha. Em. Camera quay qua cho anh về cái mẫu 160 đi. Mẫu này nghe nói đâu hình như là cũng đang bỏ mẫu hay gì đó, không biết đúng hay không đúng đây. 160 là giá sao em? Vario 160, đây là hàng chính hãng nha anh chị ơi, bỏ mẫu nha, rất là hiếm. Đó, còn một em duy nhất thôi, bạn nào mua thì chốt ngay nha. Đang có giá là 52 củ. 52. Đúng rồi. Okay. Hàng hiếm cực kỳ nha anh chị ơi, còn một con duy nhất thôi nha. Bản này cũng là cái phiên bản mà màu gốc, màu rin mà xám xi măng, bản thể thao, bản ABS thể thao, luôn. ABS nhà máy.
tính ra là cái giá nó rẻ hơn AB á nè. Được bảo hành toàn quốc 3 năm nè, cũng như là 30.000 cây trên hãng Honda. Đây là Vario 169 hãng nha. Rồi ok em. Dạ. Còn future thì như thế nào em? Future LED thì hiện tại nếu mà lấy phiên bản bánh căm thì đang có giá là 33, còn bánh mâm là 35 nha. Đó, cái bánh căm là 33, bánh mâm 35. Đó, đây là những cái màu đây là đời mới nhất nha, mặt nạ đen là đời mới. Đó là hết luôn. Cái foam nước sơn màu green. Còn hôm nay là mình thấy là bên cửa hàng lấy cái dòng quay Thái về hơn nhiều nha. Đúng rồi. 1, 2, bên trong là 3, còn con màu trắng đó là Future Việt Nam. Quay Thái nha. Quay Thái thì 73 cũ nha anh chị. 73. Hỗ trợ xíu xe toàn quốc, mua góp thì đưa trước 10 đến 15 cũ là gích gước xe nha. Rồi. Mẫu quay và Thái. Đây là cái form đời mới nhất các bạn anh chị mình nha. Đúng còn rồi, cái form đời trước á, cái form đời trước nó sẽ giống như Future Việt Nam mình hoàn toàn luôn. Còn đây là cái form đời mới nhất. Máy móc cũng khác, hình thức nó cũng khác hoàn toàn anh em mình nha. Em ấy vừa chia sẻ nếu mà góp mình đưa trước nhiều. Quay Thái thì đưa trước cho em từ 10 đến 15 cũ là gước xe nha anh chị. Rồi. Thủ tục thì căn cứ công dân tháng 9 thôi. Đủ 18 tuổi trở lên là lên hồ sơ mua xe trả góp được rồi. Rồi. Hỗ trợ thu xe cũ đổi xe mới cho anh chị luôn. Còn nếu Future Việt Nam của mình thì cứ cái màu mà cái phiên bản bánh căm là 33, còn bánh mâm là 35. 35, dạ đúng rồi. À ngoài ra nếu như anh chị nào mà mua thích mẫu quay Thái nhưng mà giá rẻ như Future thì có hỗ trợ độ luôn nha. Đây rồi. Là độ nó Future độ Thái. Giá y Future luôn, có ba con này độ thì thêm cho em là hai cũ nữa là 37. Rồi. Đó, màu trắng thì 35, còn thêm độ yên với lại yếm đỏ y như quay Thái 37 thôi. Nói rồi. Chung là dành cho bạn nào mà mua Future nhưng mà không có đủ điều kiện thì có thể tham khảo em này nha. Rồi. Đó. Anh em là thích quay Thái nhưng mà tài chính có phần hạn hẹp thì lựa chọn như vậy cũng ok mà anh em ha. Đúng rồi. Là một số điểm nhỏ, những cái dàn nhựa đen được xử lý thành màu đỏ với dây yên đỏ là nó cũng rất là đa dạng quay Thái rồi đó. Y chang quay Thái luôn. Bên trên thì cũng quay mẫu luôn giùm anh đi camera nha. Rồi sau đó mình trở vào quay lại cái dòng video cho các bạn anh em mình theo dõi màu. Phía còn trên thì cũng video nè. Ơ, trời. Anh cũng nhờ em báo giá lại giùm anh về video cái nha. Dạ. Rồi. Vario thì anh chị thấy nè, bên cửa hàng em rất là nhiều màu ha, nhiều camera quay lia hết luôn. Đó. Ok, nhiều lắm. Vario rất là nhiều màu nha, bạn nào thích màu giờ thì chụp màn hình lại gửi ngay qua Zalo cho em Na nha. Đó. Vario thì anh chị nào mình lấy phiên bản chìa khóa 36 cũ nha. Đó. Khóa thông minh thì 39, màu độ cộng cho em Na từ 1 củ rưỡi đến 2 củ nha anh chị ơi. Đặc biệt cửa hàng độ rất là nhiều màu đang hot trend hiện tại luôn. Đó, anh chị mà nào mình thích màu, những cái màu này mà không ưng có thể họ gửi cho em Na tấm hình, em Na hỗ trợ lên màu theo yêu cầu nha. Rồi. Màu nào cũng có. Ok. Mua góp thì không cần đưa trước, đối với dòng Vario có hỗ trợ trả góp không cần đưa trước nha. Rồi. Đó. Ngoài đó là cửa hàng còn rất là nhiều mẫu như là Way Alpha 110, Exceter hay là Winner. Đó, nằm phía trên lầu. Còn anh em mình nha. À, chẳng hạn như cho anh hỏi luôn đi, Exceter hôm nay mình giá bao nhiêu em ha? Đối với phiên bản F 155 thì hiện tại giá bên em đang có giá từ 44 củ. Đó, còn nếu mà bản ABS hiện tại mới nhất là 51 củ nha. Rồi, đó, ok. F 155 ABS. Còn nếu mà Winner thì sao em, Winner ít á? Winner thì hiện tại đang có giá là 37. Đối với phiên bản CBS nha, V4 luôn nha anh chị nha. Rồi, còn okay. ABS thì 40. Mua góp thì đưa trước 2 đến 3 triệu là mình gước xe thôi. Đó, rất là đơn giản. Những cái dòng xe 50 nè, hoặc là xe số phổ thông 110 của nhà Honda cũng như Yamaha, Way Alpha hay là Sirius á, là cửa hàng mình cũng đều có đầy đủ hết đúng không? Dạ đúng rồi, bên em mình qua kia luôn đem. Thì coi như là anh em mình sẽ cập nhật tổng quan như vậy trong cái dịp lễ mà gọi là sắp tới là 2 tháng 9 rồi. Đúng rồi. Thì trong tuần này anh chị anh em mình quan tâm thì cứ gọi về cho cửa hàng bằng cách số điện thoại mà em có để bên cái góc trái màn hình đó anh em. Thì bên cửa hàng sẽ có các bạn nhân viên sẽ tư vấn anh em mình rõ ràng và chi tiết dạ, hơn ha. Rồi. Rồi, khi anh chị mình qua mua xe mình nhớ alo và đặt lịch trước nha. Đó, để có bạn sẽ có nhân viên sẽ đón cho mình và đặc biệt là sở đăng ký tiền xăng xe cho mình từ 500 đến 1 củ và có thêm cái phần quà ưu đãi lên đến 5 củ luôn. Rồi. Như là thiết bị định vị theo dõi xe từ xa 4G nè, nón nhớt áo mưa và 3 lần phủ nano miễn phí cho mình trong vòng 1 năm luôn nha anh chị ơi. Rất là nhiều phần quà khuyến mãi khi anh chị mình qua cửa hàng xe máy Hàng Phát. Nhớ alo nghe em Thơ phía trước nha, số điện thoại của Thơ. Rồi. Rồi hôm nay Na tư vấn giùm Thơ. Rồi. Rồi ok em, nói chung là thấy bạn Na là tư vấn báo giá này kia là cũng rất ok đúng không anh em ha. Anh em là thấy bạn Na tư vấn báo giá ok thì nhớ cho bạn Na xin một like hoặc là một cái comment bên dưới nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Còn anh em mà quan tâm thêm cứ alo về cho cửa hàng bằng số điện thoại trên màn hình để bên cửa hàng có thể là tư vấn rõ hơn. Chắc video mình tạm dừng thôi nay ha. Dạ, anh chị nào mình xem video á thì nhớ cho em Na một tim nha, chia sẻ nha, họ follow kênh nha em Na. Rồi, ok. Rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm dõi video nha. Anh em mình sẽ chào mọi người.